Nếu được nói chuyện với một vị thần, điều đầu tiên mà bạn muốn được giải đáp nhất là điều gì? Bạn có hỏi về ý nghĩa của cuộc sống này, hoặc điều gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta chết? Hoặc hỏi về những sức mạnh thần thoại cổ xưa có trong cuốn sách tôn giáo? Hãy suy nghĩ về nó. Nếu có thể trò chuyện với Chúa, những bí mật nào của vũ trụ có thể được tiết lộ? Trên thực tế, có một số người đã vượt ra ngoài sự thắc mắc đơn thuần. Họ đã dành cả cuộc đời để theo đuổi một cuộc trò chuyện như vậy, một cuộc trò chuyện với Chúa. Hôm nay, chúng ta hãy cùng xem họ đã khám phá ra bí mật gì khi cố gắng giao tiếp với thần linh. Có phải họ đã có câu trả lời cho câu hỏi sự tồn tại của loài người có ý nghĩa gì với vũ trụ rộng lớn? Quá khứ của con người là gì? Và tương lai của chúng ta đi về đâu? Mọi chuyện bắt đầu với một người đàn ông tên là John Dee. John Dee sinh ngày 13 tháng 7 năm 1527 trong một gia đình thương gia ở London, Anh. Từ khởi đầu khiêm tốn này, anh đã trở thành một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất và là nhân vật có ảnh hưởng trong thời đại của mình. John Dee cũng là một trong những nhân vật có vai trò định hình thế giới trong nhiều thế kỷ tiếp theo. Khả năng của anh ấy đã được thể hiện rõ ràng khi còn nhỏ. Năm 15 tuổi, John Dee bắt đầu học Đại học Cambridge. Tại nơi đây, anh lấy bằng thạc sĩ trước khi sinh nhật lần thứ 20 của mình. Khao khát nhiều hơn nữa, Dee rời nước Anh vào năm 1547 và bắt đầu chuyến du hành của mình khắp châu Âu, nghiên cứu cũng như cộng tác với những bộ óc vĩ đại nhất của thời đại khi anh di chuyển khắp lục địa. Trong hơn một thập kỷ, John Dee đã học toán và vẽ bản đồ từ các bậc thầy, cũng như khám phá những bí mật của thiên văn học, vật lý, y học, thậm chí cả thuyết thần bí và thuật xà kim. Anh ấy đã thu thập một bộ sưu tập kiến thức khổng lồ, bao gồm sách, bản đồ, công cụ vẽ bản đồ và các dụng cụ thí nghiệm hiện đại. Khi trở về Anh vào năm 1558, kho tàng kiến thức mà Dee có được đã giúp anh ấy đi tới vị trí cố vấn chính và là người thân cận của nữ hoàng Elizabeth. Ở vị trí này, Dee đang hoạt động ở trung tâm của những thay đổi lớn diễn ra trong thời đại Elizabeth. Anh ấy sẽ là một tài nguyên vô giá đối với những nhà hàng hải đầu tiên của nước Anh, dạy họ điều hướng toán học, chuẩn bị bản đồ và đưa cho họ nhiều công cụ hỗ trợ khác nhau mà anh ấy đã lấy được từ khắp châu Âu. Trong quá trình này, John Dee đã đặt nền móng vững chắc cho việc khám phá thế giới mới của nước Anh. Trên thực tế, Dee ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập các thuộc địa của Anh ở nước ngoài và thậm chí còn được ghi nhận là người đặt ra thuật ngữ đế quốc Anh. Hàng trăm năm sau, khi mặt trời không bao giờ lặn trên đế chế của nước Anh, một phần lớn là nhờ công của John Dee. Đồng thời với việc tư vấn cho nữ hoàng Elizabeth trong các quyết định quan trọng, Dee đã tích lũy đủ khối kiến thức khổng lồ và thành lập một thư viện tư nhân lớn nhất ở Anh vào thời điểm đó. Anh ấy có một bộ sưu tập đáng kinh ngạc về mọi chủ đề và con đường tư tưởng. Mọi người đến từ khắp châu Âu, thậm chí là khắp nơi trên thế giới để nghiên cứu những cuốn sách này và xin Dee một vài lời khuyên hữu ích. Có thể nói, Dee được vị trí như một vị thánh sống với giới trí thức vào thời điểm đó. Tuy nhiên, bất chấp thành công của mình, bất chấp tất cả những kiến thức mà anh đã tích lũy được, John Dee vẫn vô cùng bất mãn với chính bản thân. Các nghiên cứu của John Dee toàn diện như vậy, nhưng vẫn không mang lại kết quả mà anh ấy đang tìm kiếm. Anh ấy đã đạt đến giới hạn của kiến thức nhân loại và thấy rằng nó vẫn chưa làm anh thỏa mãn. Anh ấy cần phải tiến xa hơn. Dee tin rằng có một cách để làm điều này, một cách để đạt được sự thông thái mà anh ấy tìm kiếm. Anh ấy biết rằng, trong Kinh Thánh, các nhân vật như Adam và Enoch đã có thể nói chuyện với Chúa, các thiên thể mà chúng ta gọi là thiên thần vào thời điểm nào đó trong quá khứ xa xôi, giúp họ tiếp cận với tri thức và sự khôn ngoan từ thiên đàng. Dee thấy rằng, đây là điều anh cần làm. Để có được trí tuệ anh ta hằng mong muốn, Dee phải tìm kiếm sự tư vấn trực tiếp từ thiên đàng. Thật thú vị, ý tưởng này thực sự không phải là điều điên rồ vào thời điểm của Dee. Nhiều học giả trên khắp châu Âu đã chứng minh rằng họ có thể trò chuyện với các tầng trời và các sinh vật cao hơn.
Bí quyết để làm được điều đó là khám phá ra ngôn ngữ nguyên thủy của loài người. Trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa nói rằng, khi vũ trụ bắt đầu tồn tại, những lời đầu tiên là nói bằng ngôn ngữ nguyên thủy của mọi sự sống. Khi Chúa tạo ra Adam, người đàn ông đầu tiên, anh ấy đã dùng loại ngôn ngữ nguyên thủy này để trò chuyện với Chúa và các thiên thần trong vườn địa đàng. Tuy nhiên, khi Adam và Eva bị trục xuất khỏi khu vườn, kiến thức về ngôn ngữ nguyên thủy đã bị thất lạc. Và từ đó, không có ai có thể được tận hưởng cuộc trò chuyện với thiên đàng như Adam đã làm. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất là Enoch, một người vĩ đại. Enoch được nhắc đến trong Kinh Thánh với vai trò là người đã được bước đi cùng Chúa. Năm 1946, cuốn sách Ngụy Tạng của Enoch đã được tìm thấy trong quá trình khai quật ra các cuộn giấy biển chết tại hang động Quorum tại bờ Tây của biển chết. Đó là bản tường thuật đáng kinh ngạc về cuộc đời của Enoch. Từ những mảnh vỡ này, họ biết rằng Enoch đã có thể nói chuyện với Chúa và các thiên thần bằng ngôn ngữ nguyên thủy của mọi sự tồn tại. Rằng trên thực tế, ông đã đến thăm thiên đường, nơi ông được dạy tất cả những bí mật của vũ trụ. Ông đã viết những bí mật đó trong một bản thảo. Tuy nhiên, nó đã bị thất lạc trong trận đại hồng thủy Noah. Theo đó, các học giả tin rằng, nếu họ có thể khám phá ra ngôn ngữ gốc của Adam, thì họ cũng có thể trò chuyện với thiên đàng và trở thành người nắm giữ tất cả những bí mật mà Enoch đã từng biết. Những bí mật mà chỉ những sinh vật trong các vì sao mới biết được. Không bằng lòng với khối lượng kiến thức mà anh ấy đã tích lũy được từ các nguồn của nhân loại. Mục tiêu điên rồ của Dee là nắm được toàn bộ kiến thức khổng lồ của toàn vũ trụ. Nhưng anh không thể làm điều đó một mình. Để hoàn thành nó, anh ấy cần một người đàn ông tên là Edward Kelley, người sau này trở thành một nhân vật nổi tiếng khắp châu Âu, thậm chí nổi tiếng hơn cả John Dee. Tuy nhiên, người ta biết rất ít về xuất thân của Edward Kelley. Một số người nói rằng anh ấy xuất thân từ một gia đình trí thức và theo học tại Đại học Oxford với cái tên Edward Talbot. Những người khác cho rằng anh ta bắt đầu sự nghiệp với tư cách là trợ lý của một nhà bào chế thuốc, học những bí mật của y học khi còn trẻ. Trong khi nhiều người khác vẫn khẳng định rằng anh ta là một công chứng viên đơn giản ở London. Dù xuất thân anh ấy là gì, một điều chắc chắn là Edward Kelley sau này sẽ trở nên nổi tiếng trên trường quốc tế nhờ mối quan hệ hợp tác đáng kinh ngạc với John Dee. Câu chuyện về cuộc đời của Kelley bắt đầu vào cuối những năm 1570 khi anh ấy đi du lịch qua xứ Wales. Một tối nọ, anh dừng lại qua đêm tại một quán trọ không có gì nổi bật tại một ngôi làng miền núi. Ở đó, người chủ quán trọ nhận ra Kelley là một người có học, đã mang ra một bản thảo cũ nát được viết bằng ngôn ngữ khó hiểu và đưa cho anh ta xem. Người chủ quán trọ nói với Kelley rằng, trong các cuộc chiến tranh tôn giáo diễn ra vài năm trước đó, một nhóm binh lính theo đạo Tin Lành đã tìm thấy bản thảo khi cấp mộ của một giám mục công giáo giàu có cùng với hai quả bóng ngà dị thường. Theo người chủ quán trọ, khi những người lính đập vỡ một trong những quả bóng đó, họ không tìm thấy gì ngoài một loại bột sẫm màu bên trong. Vì vậy họ tin rằng nó vô giá trị và đã ném nó đi. Quả bóng còn lại cùng với bản thân bản thảo thì họ đổi cho chủ quán trọ lấy vài chai rượu. Đối với nhiều người mà nói, chủ quán trọ đã kể câu chuyện này trong quá khứ, đó chỉ là một câu chuyện được kể thoáng qua và nhanh chóng bị lãng quên. Nhưng Kelley nghi ngờ nó còn nhiều điều bí ẩn hơn là nhìn bằng mắt thường. Vì vậy, anh đã đề nghị mua bản thảo và quả bóng bí ẩn. Sau đó, khi xem xét kỹ hơn bản thảo, Kelley đã nhận ra một điều gây sốc. Đây không phải là một bản thảo, mà trên thực tế, dường như nó là một bản sao của một cuốn sách đã thất lạc từ lâu của Sandstone. Cuốn sách được cho là tiết lộ những bí mật của thuật giả kim, tức là sự biến đổi của kim loại thành vàng. Nếu điều này là sự thật, Kelley nghĩ anh ta đã biết thứ nằm trong quả bóng kia, thứ bột đen mà những người lính đã ném đi. Anh ấy đập vỡ quả bóng để xác nhận điều đó. Và sau khi thử nghiệm, Kelley đã đúng, thứ bột đó là một lượng nhỏ đá chiết ra, một loại vật liệu thần thoại được sử dụng để biến kim loại thành vàng. Với một khám phá khó tin như vậy, Kelley chỉ có thể làm một việc duy nhất. Anh ta phải mang bột và bản thảo đến với người đàn ông biết nhiều về những điều đó hơn bất kỳ ai khác. Anh ấy phải mang chúng đến cho John Dee. Không khó để Kelley tiếp cận với John Dee vĩ đại, người không bao giờ từ chối việc khám phá kiến thức thần bí. Tuy nhiên, Dee cũng rất ngạc nhiên với những bí mật khó tin của thuật giả kim.
điều mà trước đó anh chưa bao giờ tin là nó có thật. Điều này đã cho Dee thêm nhiều động lực để tiếp tục công trình của mình. Anh ấy nói với Kelly về việc anh ấy theo đuổi ngôn ngữ nguyên thủy của Adam và mong muốn được trò chuyện với thiên đường như Enoch đã từng. Trước đó, anh ấy đã nỗ lực thực hiện nhiều thử nghiệm khác nhau nhưng không đạt được gì ngoài thất bại. Ngay lập tức, Kelly nói với Dee một cách rất chắc chắn rằng nếu đây là những gì anh đang theo đuổi thì anh đã gặp may. Bởi vì trên thực tế, Kelly là một người soi cầu, tức là một người đồng cốt có tầm nhìn xa trông rộng, có thể nhận được thông điệp từ một cõi tâm linh cao hơn. Lúc đầu Dee hoài nghi về tuyên bố này, nhưng sau khi Kelly gây ấn tượng với anh ta bằng một lần thử nghiệm, hai người họ lập tức đồng ý hợp tác với nhau. Bắt đầu từ năm 1581, Dee và Kelly đã bắt đầu làm việc cùng nhau trong nỗ lực trò chuyện với thiên đàng, cũng như tìm hiểu những bí mật của vũ trụ. Cách họ tiến hành việc này đã được Dee ghi lại một cách tỉ mỉ. Nó thực sự khá đơn giản. Hai người đàn ông sẽ ngồi trong một căn phòng và đặt một viên đá soi cầu lên một chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn. Viên đá soi cầu này như một tấm gương tròn phẳng màu đen, được làm bằng đá hắc diện thạch. Nó được đánh bóng cẩn thận và được thiết kế để trở thành cầu nối giữa thế giới thần thánh và trần gian. Từ đó, Dee đóng vai trò là một nhà hùng biện, còn Kelly giữ vai trò là một cầu nối trung gian để đưa những lời cầu nguyện của Dee đến với Chúa, yêu cầu nhận được sự trợ giúp và hiểu biết của thần thánh. Sau đó Kelly sẽ quan sát viên đá và báo cáo mọi thứ anh nhìn thấy để Dee ghi chép lại. Họ gọi đây là hội nghị tâm linh. Theo những ghi chép của Dee, ngay từ lần đầu tiên họ ngồi dự các hội nghị tâm linh này, anh ấy đã nhận thấy rằng sau một thời gian cầu nguyện, một ánh sáng sẽ bay ra khỏi hòn đá và nó từ từ Dee vào trong đầu Kelly. Khi điều đó xảy ra, ý thức của Kelly đã được thay đổi và anh ấy có thể nhận được tin nhắn từ những người được cho là thiên thần trong hòn đá soi cầu. Hay nói cách khác, các thiên thần sẽ xuất hiện trong Kelly ở trạng thái này và họ có thể trả lời những câu hỏi mà Dee hướng đến. Không do dự, Dee bắt đầu hỏi về Enoch, về những bí mật mà Enoch đã học được khi ông ấy bước Dee với Chúa. Đối với câu hỏi này, một thiên thần tên là AV đã trả lời rằng Chúa xuất hiện trước mặt Enoch và rất thương xót ông. Chúa mở mắt cho Enoch để ông ấy có thể nhìn thấy và phán xét thế gian. Chúa cho Enoch trí thức, sự khôn ngoan và cho ông ấy biết cách mà Chúa sáng tạo ra vũ trụ. Đối với Dee, điều này đã trả lời cho câu hỏi mà bấy lâu nay anh chưa thể tìm ra câu trả lời. Đó là những tri thức bí mật từ thiên đường. Tiếp đó, Dee đã hỏi các thiên thần trên trời rằng liệu anh ấy có thể học hỏi những kiến thức mà Enoch đã từng có không? Trước yêu cầu này, một thiên thần có tên Lesmes trả lời rằng tôi không thể dạy cho bạn, nhưng tôi có thể cho bạn xem những cuốn sách. Ngay sau đó, trong lần soi cầu tiếp theo, Dee đã nhận được câu trả lời của mình. Kelly báo cáo rằng đã nhìn thấy một bảng chữ cái gồm 21 chữ cái kỳ lạ xuất hiện trong viên đá. Nó không giống với bất cứ thứ gì mà hai người đàn ông vĩ đại từng thấy trước đó. Đây là một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ. Họ tự hỏi, đây có phải là ngôn ngữ nguyên thủy của mọi sự tồn tại? Một loại ngôn ngữ mà chúng ta có thể dùng để giao tiếp với các đấng sáng tạo. Vài ngày sau, Kelly tiếp tục nhận được thông điệp khác. Lần này là một phiên bản đầy đủ hơn. Trong đó có một bảng có 49 ô vuông chứa đầy đủ các ký tự. Dee và Kelly không hiểu những gì được viết trong đó. Nhưng lần này, họ đã có thể khẳng định rằng chúng được viết bằng ngôn ngữ gốc do Adam nói. Theo đó, Dee đặt tên cho bảng chữ cái này là Liberlogate, hay cuốn sách về lời nói thiêng liêng của Chúa. Anh ấy nhận ra ý của thiên thần Elemes rằng họ sẽ không được dạy những kiến thức mà Enoch đã từng có. Thay vào đó, thiên thần sẽ trợ giúp cho họ phương tiện và ngôn ngữ để tiếp cận những tri thức của vũ trụ. Lúc đầu, Dee gọi ngôn ngữ này là Angelico, ngôn ngữ của các thiên thần, hay Adamico, vì Adam đã sử dụng nó trong vấn địa đàng. Nhưng sau này, đa số mọi người biết đến nó với cái tên Enochian, ngôn ngữ được Enoch sử dụng để khám phá những bí mật của vũ trụ. Tất cả những gì Dee cần làm là tìm ra cách sử dụng ngôn ngữ Enochian này để hoàn thành công trình mà anh ấy đã dành hơn nửa cuộc đời để nghiên cứu. Một năm sau đó, nhóm quy luật gồm 48 lệnh đã được tiết lộ cho hai người đàn ông. 48 lệnh này được thiết kế để sử dụng bảng chữ cái Enochian mà họ đã phát hiện trước đó, như thiên thần nào vậy đã giải thích trong một hội nghị tâm linh. Tôi sẽ hướng dẫn và truyền đạt cho bạn những quy tắc sử dụng
các ký tự được chứa trong bảng chữ cái bằng 48 lệnh. Đó là chìa khóa tự nhiên để mở những cánh cổng hiểu biết. Nhờ đó, bạn sẽ có kiến thức để di chuyển mọi cánh cổng tùy ý và trả lời mọi câu hỏi mà bạn thắc mắc. Điều này có thể rất tốt, chính đáng và khôn ngoan, mở ra cho bạn những bí mật của vũ trụ, giúp bạn hiểu rõ bản chất thật sự của tất cả những gì đang tồn tại xung quanh. Nhưng hãy cân nhắc trước khi mở cánh cổng đó. Nói cách khác, 48 lệnh này là chìa khóa để mở cánh cổng hiểu biết, chìa khóa để tiếp cận tri thức thần bí mà Enoch đã từng biết. Trong ghi chú của mình, Đi gọi những lệnh này là chìa khóa thiên thần. Nhưng còn nhiều hơn thế, khi Đi và Kelly tiếp tục trò chuyện với các thiên thần, họ biết được rằng mở cánh cổng hiểu biết sẽ mang lại điều tồi tệ hơn tưởng tượng. Theo cách nói của các thiên thần, đó là ngày tận thế sắp đến. Điều này một lần nữa khiến Đi và Kelly rơi vào bế tắc. Họ vẫn chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa của việc mở cánh cổng hiểu biết. Liệu điều họ đang làm là đúng hay sai, có nguy hiểm đến sự tồn vong của nhân loại hay không? Dù vậy, Đi và Kelly vẫn muốn tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Nhưng họ chưa thể cùng nhau tìm ra cách sử dụng chìa khóa thiên thần, cách sử dụng ngôn ngữ của Adam và Enoch và ý nghĩa thực sự của ngày tận thế. Trong nhiều năm, hai người đàn ông đã đi khắp châu Âu, tiến hành các hội nghị tâm linh của họ và cố gắng ghép các mảnh ghép lại với nhau. Trong thời gian này, công việc của họ trở nên nổi tiếng đến nỗi họ thường tổ chức các hội nghị tâm linh với sự có mặt của các nhà quý tộc, các vị vua và thậm chí là cả hoàng đế Rudolf II, hoàng đế La Mã thần thánh vào thời điểm đó. Nhưng rồi, trước khi họ có thể hoàn toàn giải được câu đố, một sự cố đã xảy ra và làm thay đổi mọi thứ. Trong một cuộc gặp gỡ với nhiều nhà quý tộc vĩ đại ở khắp châu Âu, tại thủ đô Praha của hoàng đế Rudolf, Kelly đã có cơ hội sử dụng một hạt bột đen mà anh ta đã mua từ chủ quán trọ những năm trước đó để biến một mảnh kim loại nhỏ thành vàng. Những người quý tộc này đã rất ngạc nhiên. Tin đồn nhanh chóng lan truyền khắp châu Âu rằng có một người đàn ông đã xuất hiện sở hữu những bí mật đã bị thất lạc từ lâu của thuật gia kim. Đột nhiên, tầm ảnh hưởng của Dee và Kelly đã có sự thay đổi. Dee không còn là ngôi sao, một nhà tư tưởng vĩ đại mà người ta luôn mong muốn có được lời khuyên từ anh. Thay vào đó là Kelly, người mà mọi người đều muốn gặp, nói chuyện và tận mắt chứng kiến khả năng thần kỳ của anh. Không có gì đáng ngạc nhiên, sự nổi tiếng này đã khiến Kelly bắt đầu mất hứng thú với các hội nghị tâm linh của Dee. Anh ấy chỉ tập trung nghiên cứu về thuật giả kim. Vì Kelly tin rằng đó mới là tấm vé dẫn anh đến danh tiếng và thành công. Dee đã rất thất vọng. Theo đó, mối quan hệ hợp tác của họ ngày càng trở nên căng thẳng hơn, khiến công trình giải mã ngôn ngữ của Enoch không thể tiếp tục. Cuối cùng, Kelly đưa ra lời khẳng định đầy đau đớn với Dee để cắt đứt mối quan hệ của họ một lần và mãi mãi. Kelly nói một cách đầy châm biếm và thách thức Dee rằng, trong một cuộc hội thảo tâm linh, một thiên thần đã nói với anh ấy rằng hai người họ phải cùng chia sẻ mọi thứ, kể cả vợ của họ. Tất nhiên điều này đã động đến lòng tự trọng của Dee. Anh ấy lập tức cắt đứt mối quan hệ với Kelly và trở về nước Anh. Sau đó, họ không bao giờ gặp lại nhau nữa, để lại một công trình nghiên cứu vĩ đại dang dở. Khi Dee về nước Anh, Dee phát hiện ra rằng nhà của mình đã bị đột nhập trong thời gian anh ấy vắng mặt, và thư viện quý giá chứa cả kho tàng kiến thức nhân loại đã bị hư hại nặng nề. Nhiều cuốn sách và dụng cụ quý giá bị đánh cắp. Nhưng còn điều tồi tệ hơn thế, trong thời gian Dee vắng nhà, thái độ của nước Anh đã thay đổi. Họ cấm đoán và không còn công nhận những người thực hành huyền bí. Họ biết Dee đã cố gắng làm gì trong thời gian xa cách, nên anh ấy đột nhiên bị tẩy chay và coi thường. Tuy nhiên Dee không từ bỏ, anh ấy đã cầu cứu người bạn cũ của mình là nữ hoàng Elizabeth. Nhưng điều tốt nhất mà cô ấy có thể làm là bổ nhiệm anh vào một vị trí xa lạ tại Church College ở Manchester, nơi anh bị đồng nghiệp chế giễu và xa lánh. Khi Elizabeth qua đời và được kế vị bởi vua James I, thì Dee đã hoàn toàn thất sủng. Từ một vị trí nổi bật, một trong những người cha của đế quốc Anh, một đế chế định hình thế giới trong nhiều thế kỷ tới, Dee trải qua những năm cuối đời trong cảnh nghèo đói và ô nhục trước khi qua đời vào cuối năm 1608. Ngược lại, Kelly đã có được danh tiếng và tài sản mà anh ta mong muốn. Với chuyên môn giả kim có chủ đích, anh ta được hoàng đế Rudolf rất yêu ái và được ban cho một số điền trang cùng khối tài sản lớn, thậm chí còn được Rudolf phong tước hiệu Nam Tước Bohemian. Chỉ có một vấn đề, hoàng đế Rudolf cho Kelly nhận được tất cả những điều đó chỉ để anh ta làm một việc là sản xuất vàng, điều mà anh ta dường như không thể làm được mặc dù đã thể hiện trước đó.
sau nhiều lần sản xuất vàng thất bại, Kelly đã bị Rudolph bắt giam về tội lừa dối vì không thể thực hiện được thỏa thuận của mình. Cuối những năm 1598, Kelly chết khi cố gắng thoát khỏi cảnh giam cầm. Anh ta rơi từ cửa sổ xuống đất và chết. Cả Dee và Kelly đều có cách kết có phần bi thảm, nhưng điều đáng tiếc hơn là họ không bao giờ có thể hoàn thành công trình vĩ đại của mình để mở ra tất cả bí mật của vũ trụ, để đưa sức mạnh của ngôn ngữ Enochian và chìa khóa thiên thần vào thực tế. Mặc dù Dee đã để lại rất nhiều bản thảo và hàng trăm ghi chú, những tác phẩm của họ đã phai mờ trong ký ức của mọi người và dần bị lãng quên. Cho đến cuối những năm 1880, khi nghiên cứu của họ được khám phá lại và mọi thứ đã thay đổi. Gần cuối thế kỷ 19, một hội kín dành cho ma thuật huyền bí nổi lên ở Vương quốc Anh, được gọi là Trật tự ẩn giật của Bình Minh Vàng, được thành lập bởi Mather. Đây là một chủ nghĩa thần bí và siêu hình học, hoạt động dưới bóng tối của tư tưởng chính thống. Và khoảng cuối những năm 1880, Mather tình cờ tìm được thấy các tác phẩm của John Dee và Edward Kelly khi tìm kiếm các bản thảo cũ trong bảo tàng Anh. Nhận thức được tầm quan trọng của những gì mình đã tìm thấy, Mather ngay lập tức bắt đầu kết hợp công việc này vào các giáo lý và nghi lễ huyền bí của nhóm mình. Tổng hợp ngôn ngữ Enochian và chìa khóa thiên thần với ma thuật Ai Cập và Kabbalistic cổ đại để xây dựng một hệ thống toàn diện, tạo thành nền tảng của Bình Minh Vàng. Những tư tưởng này đã trở thành một trong những ảnh hưởng tâm linh huyền bí lớn nhất ở phương Tây vào thế kỷ 20. Một trong những thành viên xuất sắc nhất của hội là Aleister Crowley. Với tư cách là một người thừa kế của một công ty sản xuất bia lớn, Aleister Crowley đã rất khác biệt ngay từ khi còn rất trẻ. Bất chấp sự giáo dục cơ đốc giáo bảo thủ của gia đình, chàng trai trẻ Crowley lại quan tâm sâu sắc đến các thực hành huyền bí và các tôn giáo bí ẩn của phương Đông. Khi bước vào tuổi trưởng thành, Crowley đã theo học tại Đại học Cambridge, nhưng chỉ sau một năm, cậu ta đã bỏ học để gia nhập Golden Dawn, Bình Minh Vàng, ở tuổi 21, nơi lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với công việc của John Dee và Edward Kelly. Trong một thời gian ngắn, Crowley đã chứng tỏ mình là một thần đồng, nhanh chóng vượt qua các cấp bậc của hội và thậm chí còn được chính Samuel Mather dạy dỗ. Trên thực tế, Crowley giỏi đến mức mất niềm tin vào sự lãnh đạo của nhóm, vì cậu ta tin rằng mình có thể làm điều gì đó tốt hơn họ. Do đó, Crowley đã thành lập phe phái của riêng mình và cố gắng đảo chính lãnh đạo. Thật không may cho Crowley, cuộc đảo chính này đã thất bại và cậu ta đã bị trục xuất khỏi nhóm. Sau khi bị trục xuất khỏi Bình Minh Vàng, Crowley rời nước Anh và bắt đầu giai đoạn du hành thế giới để khám phá tâm linh. Cậu ta đã đi qua Ấn Độ, Trung Quốc và Ai Cập cùng nhiều quốc gia phương Đông khác. Cậu ta leo núi, tới viếng thăm các ngôi đền, hút thuốc phiện, làm cocaine, đồng thời có nhiều người tình. Đến năm 1904, Crowley đến Cairo kết hôn và tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời trong tuần trăng mật ở đây. Cũng trong thời gian này, anh ta đã có một cuộc trải nghiệm đáng nhớ làm thay đổi cuộc đời của mình. Nhật ký của Crowley khi đang ngủ ở Cairo, vợ anh ta bắt đầu bị mê sảng. Trong thời gian đó, cô ấy liên tục nói với anh ta, họ đang đợi anh. Khi anh ta hỏi cô ấy ai đang đợi, thì cô ấy trả lời rằng thần Horus. Điều này khiến Crowley thấy rất khó hiểu. Anh tự trấn an rằng vợ mình quá căng thẳng nên chỉ đơn giản là nói trong mê sảng. Ngay sau đó 3 ngày, vợ anh tiếp tục nói trong cơn mê. Cô nói với anh rằng điểm phân của các vị thần đã đến. Những ngày tiếp theo, Crowley bắt đầu nghe thấy một giọng nói tự xưng là Iwas, sứ giả của thần Horus. Anh ấy đã viết ra mọi điều Iwas nói. Khi tổng hợp lại tất cả các dữ kiện, anh ấy bắt đầu tin rằng mình là sự tái sinh theo đúng nghĩa đen của Edward Kelly. Điều thú vị là trước đó vài năm, Crowley cũng đã từng nhận được những thông điệp tương tự từ thiên thần Iwas rằng muốn anh ấy tiếp tục công việc mà Dee và Kelly đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Anh ấy đã ghi lại những gì thiên thần Iwas nói thành một bản thảo và đặt tiêu đề cho cuốn sách là Sách Luật. Theo Crowley, Iwas đã nói với anh ta rằng nhân loại đang bước vào một giai đoạn mới. Crowley sẽ đóng vai trò là nhà tiên tri và tiết lộ những thông điệp này đến với thế giới. Crowley đã thành lập tôn giáo của riêng mình, mà anh ấy gọi là Thelema. Trong một thời gian ngắn, Crowley bắt đầu xuất bản các tác phẩm về các triết lý và giáo lý của mình, bao gồm cả phân tích toàn diện về tác phẩm của Dee và Kelly. Trong suốt tác phẩm của mình, một khái niệm trung tâm bắt đầu xuất hiện,
Đó là sự kết hợp giữa công việc của Dee và Kelly và kiến thức của chính Crowley về các tôn giáo cổ đại trên thế giới. Một khái niệm có tên cơ thể ánh sáng, hay còn được gọi là cơ thể tinh tú. Một khái niệm xuất hiện nhiều dưới hình thức khác nhau trong các truyền thống của con người. Như một học giả đã mô tả, cơ thể ánh sáng là một trải nghiệm ngây ngất, thần bí hoặc xuất vía. Ở trong đó, nhà du hành tâm linh rời khỏi cơ thể vật chất và du hành trong cơ thể tinh tú của mình vào các cõi cao hơn trong toàn vũ trụ. Nếu bạn muốn tìm hiểu, thì chúng tôi thực sự có một video về chủ đề có khả năng tâm linh của con người, bao gồm phép chiếu thiên thể hay còn gọi là xuất hồn. Trong đó có những thí nghiệm chứng minh phép chiếu thiên văn là một hiện tượng có thật. Tiếp tục câu chuyện, đối với Crowley, du hành trong cơ thể ánh sáng là một công cụ cơ bản của Thelema. Tuy nhiên, ông tin rằng nó còn đi xa hơn nhiều so với việc chỉ tiếp cận các cõi cao hơn. Rằng trên thực tế, cơ thể ánh sáng theo một cách nói của ông là một kho chứa mọi kinh nghiệm. Nó là vô thức tập thể của nhân loại xuất hiện từ khi vũ trụ bắt đầu khởi nguồn. Nhắc lại công trình của Dee và Kelly, Crowley khẳng định rằng cơ thể ánh sáng là để giao tiếp với những cá nhân tồn tại trên một bình diện cao hơn chúng ta, nâng bản thân lên ngang hàng với họ, để thâm nhập vào những nơi tôn nghiêm, được bảo vệ khỏi những kẻ báng bổ, để có được tri thức và quyền lực. Nói cách khác, chính cơ thể ánh sáng là chìa khóa để tiếp cận tri thức từng được Enoch sở hữu. Nhưng Crowley đã đi xa hơn và mở rộng nghiên cứu của Dee và Kelly. Khi họ nói về việc mở cổng ánh sáng hiểu biết là tiền thân của ngày tận thế, Crowley khẳng định ngày tận thế là một sự biến đổi tinh thần sẽ xảy ra, hoặc hiện tại đang xảy ra trong vô thức tập thể của loài người. Dee Crowley đang nói là ngày tận thế không phải theo nghĩa đen như sự hủy diệt của thế giới, mà đúng hơn là việc mở ra cánh cổng hiểu biết, đại diện cho một loại tiến hóa tinh thần để đưa loài người đến với mức độ tồn tại cao hơn. Trong nhiều năm, Crowley đã truyền bá những lời dạy của mình trên khắp thế giới, cố gắng mang lại sự chuyển hóa tinh thần mà anh đã nói. Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi anh ấy trở thành một nhân vật gây chia rẽ và gây tranh cãi trong tư tưởng chính thống. Nhưng điều này không chỉ do những lời dạy của anh. Phải thừa nhận rằng, Crowley là một người sử dụng rất nhiều chất cấm. Anh ta cũng tận hưởng vô số bạn tình, cả phụ nữ và nam giới. Những sự thật này, cùng với những lời dạy của anh ta, đã bị nhiều tư tưởng lỗi lạc cùng thời lên án và bị coi là ác quỷ trên phương tiện truyền thông. Cuối cùng, do bị lên án quá gay gắt, Crowley rất tuyệt vọng, ngày càng sa đọa vào các cuộc chơi và phung phí tài sản thừa kế của mình. Crowley phải sống những ngày cuối đời không một xu dính túi trong một khu nhà trọ, nơi anh ta sẽ chết vì bệnh viêm phế quản mãn tính vào năm 1947. Tuy nhiên, cũng có nhiều người công nhận những di sản mà Crowley để lại, đó là những tư tưởng đi trước thời đại. Danh tiếng của anh vẫn được ghi nhận trong giới huyền bí, tầm ảnh hưởng từ những tư tưởng và lời dạy của Crowley vẫn được lưu giữ mãi đến các thế hệ sau này. 20 năm sau, khi một phong trào phản văn hóa phát sinh ở Hoa Kỳ, nhiều nhân vật quan trọng nhất của thời đại là tín đồ của Thelema và những lời dạy của Aleister Crowley. Điển hình như The Beatles, một ban nhạc rock nổi tiếng ở Anh, chịu ảnh hưởng lớn từ các tác phẩm của Crowley. Họ đặt cho anh ấy một biệt danh rất thân thiết, Trung sĩ Pepper. Trong album nổi tiếng năm 1967 của họ, được đặt theo tên của Aleister Crowley, với hình ảnh của anh ấy thậm chí còn xuất hiện trên bìa album. Khi họ hát, hôm nay là 20 năm trước, Trung sĩ Pepper đã dạy ban nhạc chơi, là họ đang đề cập đến cái chết của Crowley vào năm 1947 và cách Thelema đã dạy họ về những cấp độ tồn tại cao hơn. Hơn thế nữa, những lời dạy của Crowley đã gây ảnh hưởng to lớn đến các phong trào tôn giáo mới của những năm 1960, giúp định hình các phiên bản hiện đại của Wicca và Tarot. Thậm chí, Thelema còn tạo nền tảng cho Ron Hubbard, người sáng lập ra Khoa Luận Giáo, một tổ chức tôn giáo có giáo lý và cách hành đạo liên quan đến lý thuyết xuyên hồn. Một trong những thành viên nổi tiếng nhất của giáo phái này là tài tử điện ảnh Tom Cruise. Ảnh hưởng của Crowley cũng xâm nhập vào những tư tưởng khoa học. Một trong những nhà tư tưởng quan trọng nhất của thập niên 1960, nhà tâm lý học cách mạng người Mỹ Timothy Leary, người đã trở nên nổi tiếng nhờ ủng hộ việc sử dụng thuốc gây ảo giác để đạt được mức độ nhận thức cao hơn, đã nghiên cứu những lời dạy của Crowley và kết hợp chúng vào nghiên cứu của mình. Nhưng đó không chỉ là những người có tư tưởng phản văn hóa. Trên thực tế, một trong những nhà khoa học quan trọng nhất của thế kỷ 20, người đã phát minh ra động cơ tên lửa đầu tiên trên thế giới, có tên là Jack Parsons, cũng là một học viên nổi tiếng của Crowley và Thelema.
vào những năm 1930 đến năm 1940. Trong khi Crowley đang thuyết giảng về một lối tư duy tâm linh mới, thì một sự thay đổi tư duy cũng đang diễn ra trong lĩnh vực khoa học vũ trụ. Vào thời điểm đó, lĩnh vực khoa học tên lửa được coi là khoa học viễn tưởng và bị hầu hết giới trí thức coi thường và chế giễu. Cho đến một khi người đàn ông tên Jack Parsons xuất hiện và phát minh ra động cơ tên lửa, anh đã trở thành một trong những người sáng lập phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA và là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử của chương trình vũ trụ Hoa Kỳ. Ngày nay, Parsons được biết đến như là cha đẻ của khoa học tên lửa. Và trên thực tế, đóng góp to lớn của anh cho nỗ lực vươn tới các vì sao của nhân loại đã được công nhận bằng cách đặt tên cho một miệng núi lửa trên mặt trăng theo tên anh. Tuy nhiên, cùng lúc với việc tiến hành công trình đột phá về động cơ tên lửa, Jack Parsons cũng là một tín đồ nổi bật của Aleck Crowley. Vào những năm 1940, chính Crowley đã chỉ định anh ấy là người đứng đầu một tu viện có tên Agape Lodge, nơi những người theo đạo Thelma sinh sống và tiến hành các nghi lễ ma thuật. Các đồng nghiệp khoa học của Parsons còn kể rằng anh đã tụng kinh bằng một ngôn ngữ kỳ lạ khi anh ta tiến hành các thí nghiệm tên lửa của mình, ngôn ngữ Enochian của Dee và Kelly. Năm 1952, bi kịch cho thế giới khoa học đã xảy ra. Jack Parsons đã chết trẻ ở tuổi 37 sau một tai nạn trong phòng thí nghiệm. Trong khi các điều tra viên khám nghiệm hiện trường kết luận rằng Parsons đã bất cẩn pha trộn hóa chất dẫn đến vụ nổ, thì những người biết rõ về anh ta lại nói rằng Parsons là một người rất cẩn thận, không thể có chuyện đã xảy ra sai sót cơ bản như vậy. Thật kỳ lạ, theo các báo cáo, những người đầu tiên tiếp cận hiện trường đã tìm thấy cơ thể bị cắt xén của Parsons được bao quanh bởi các tài liệu huyền bí kỳ lạ. Có lẽ nào anh ta không tiến hành một cuộc thử nghiệm tên lửa mà là một nghi lễ huyền bí nào đó. Điều thú vị là không lâu trước khi qua đời, Parsons đã viết một lá thư cho Aleck Crowley, nói với anh ấy rằng mình đã tiến hành thí nghiệm và ngày càng tiến gần hơn đến thành công. Với thành công như mong đợi này, Parsons đã viết: ngày nay, Babylon đã hiện thân trên trái đất và đang chờ đợi thời điểm thích hợp để cô ấy xuất hiện. Và ngày đó, công việc của tôi sẽ hoàn thành và tôi sẽ bị thổi bay trong hơi thở của ngọn lửa. Có phải điều Parsons đang làm là để tiếp cận một bình diện ở ý thức cao hơn như Crowley đã dạy? Có phải anh ấy đang cố gắng mở cánh cổng hiểu biết như Dee và Kelly đã mô tả? Và nếu đúng như vậy, thì điều gì đã xảy ra sai sót? Hay nó đã thực sự diễn ra đúng như kế hoạch? Bất kể chuyện gì đã xảy ra với Jack Parsons, chúng ta cần phải lùi lại một bước và xem xét điều gì đang xảy ra trong một quy mô rộng hơn, quy mô toàn vũ trụ. Hãy nhớ rằng, Dee và Kelly đã được các thiên thần nói rằng khả năng mở được cánh cổng hiểu biết sẽ kích hoạt ngày tận thế. Aleck Crowley đã mở rộng điều này để khẳng định rằng ngày tận thế trên thực tế là một sự biến đổi tinh thần xảy ra trong vô thức tập thể của loài người. Hãy nghĩ xem, The Beatles hay Timothy Leary đã đưa ra tư duy và khả năng của con người đến đâu? Phong trào tôn giáo mới vẫn đang tiếp tục cho đến ngày nay. Hãy nghĩ đến Jack Parsons, anh ấy đã cầu nguyện bằng ngôn ngữ Enochian bị thất truyền từ lâu khi anh làm việc trong các thí nghiệm tên lửa, thứ sẽ cho phép nhân loại có một cách suy nghĩ hoàn toàn mới thu được từ việc khám phá không gian vũ trụ. Tất cả những điều đó đã cung cấp cho chúng ta cách nhìn mới về thế giới và cách kết nối với các thế lực thần bí như thế nào. Đó chính là cách ngôn ngữ nguyên thủy hoạt động. Tuy mọi người không thể giải mã được hết những ký tự phức tạp đó, nhưng trong quá trình nghiên cứu, họ đã vô tình tạo ra sự biến đổi cho chính bản thân họ. Có thể họ đã thực sự tiếp cận một bình diện ở ý thức cao hơn. Đây chính là một sự biến đổi tinh thần đã và đang diễn ra. Chúng ta đang dần mở ra cánh cổng hiểu biết. Và nếu đúng như vậy, thì điều gì có thể xảy ra tiếp theo? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.